cây ngày càng cao lớn, dông càng phải gánh nước nhiều hơn để tưới cây. Mình phải tiếp tục gánh nước tưới cây để thần núi công giúp mình. Mình không được bỏ cuộc. Quỷ nhỏ cũng dần quên dông, không đến quấy phá nữa. Dông vẫn kiên trì vùi nước tưới cây mỗi ngày như lời thần núi dặn. Qua ba mùa rẫy, dông trở thành một chàng trai cường tráng. Cây đã trở nên cao to, tay người ôm không xuể. Con giỏi lắm. Thời gian thử thách của con đã hết rồi. Ngươi thật lì lợm. Vì mê tiếng sáo của ngươi nên ta mới cho ngươi sống đến hôm nay. Ngươi mau thổi sáo cho ta nghe đi. Ta không có hứng. Cái tên quỷ nhỏ kia đâu rồi? Ta đang tức giận. Phải tìm nó xả mới được. Quỷ thần ơi, hắn ta đẹp trai quá, lại còn khỏe mạnh, dũng mãnh nữa, rất hợp làm chồng ta. Quỷ nhỏ, quỷ nhỏ đâu rồi? Nè, quỷ nhỏ, chủ nhân gọi con hả? Con đang tính báo cho chủ nhân biết, cái cây của em trai tên Thổi Sáo đã cao bằng đầu người rồi. Kệ hắn đi, ta không quan tâm, ta tìm được chồng mới rồi. Người nhốt tên kia lại, thỉnh thoảng hắn thổi sáo cho ta nghe cũng đỡ buồn. Ta đi bắt chồng mới đây.